Đôi ta đi em. Rồi tụi con chắp ta đưa thắp nhang cho mỗi người một cây nhang đi con. Để độ cho mấy đứa em của ba con nữa là dì con, cô con, đúng không? Cho nên cái này quan trọng lắm, mà nó cũng là cái mảnh lực để mà sau này con còn trả ơn cho mẹ nữa. Cho nên đối với sư phụ đó là sư phụ chuyển dương cái hiếu. Làm phước cái gì cũng có mà không bằng trả hiếu cho cha mẹ. Cái đó là chính. Thầy là vậy đó. Cho nên đó, nghe thầy nguyện này. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tán đại chứng minh. Hôm nay tuần thất 49 ngày của Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh, ngày mà vợ con quỳ trước tôn tượng Đức A Di Đà. Quỳ xuống, tụi con quỳ hết xuống, cái chừng té. Để hồi hương công đức xuất gia gieo duyên một năm cho chồng cho cha Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh, được tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, biết rằng cái gì có tương cái đó đều sẽ bị hoại diệt theo thời gian, nhưng mà để lại ngọc xương xa lợi sẽ cứu độ cho cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh tăng trưởng niềm tin. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh, gia hộ cho lễ sàng lọc ngọc xương xá lợi này so với tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nó không đúng, nhưng mà đời mạt pháp chúng con cách Phật sau 2600 năm, nhờ có ngọc xương xá lợi này khiến cho chúng con tiếp tục con đường tu hành. Tu tịnh độ là phải có niềm tin trong sạch, cho nên nhờ niềm tin này mà độ được rất nhiều con cháu trong gia tộc họ Trần. Nam mô tiếp dẫn hướng linh A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Vợ và con trai phát nguyện tu một năm không nhận công đức nào, hồi hướng công đức này cho chồng là Trần Văn Hùng, cho cha là Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh, được cao đăng Phật quốc lưu lại ngọc xương xá lợi để cứu độ chúng sanh trong đời mạt pháp. Nam mô tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Rồi lấy thầy lấy nhang đi. Rồi đứng lên, thun nhang rồi đứng lên. Mở nắp ra. Cái này là từ tay con lấy phải không? Tức là con lấy từ tay nhà bạn phải không? Con đổ nhẹ nhẹ vô đây. Chơi bài nha. Con đổ nhẹ nhẹ, để cái thùng vô. Mình nghiêng lại. Nhẹ nhẹ lên. Từ từ để nó bự. Không sao, không sao. Rồi mở nhạc cho chú chuyên đề đi tụi con. Mở chuyên đề. Thầy bắt con. Cái này con giữ lại. Để không có mất anh mất gì di chuyển. Mở chú đi. Mở đi. Dạ đang mở. Không mở được phần này. Như nó đang mở máy mình. Mở cho nó vừa vừa. Bây giờ niệm chú theo. Truly
Chuẩn bị xóa. Có rồi.
đâu người ta làm. Dạ, yeah, có kể sao? Bây giờ hai cái máy đi, người ta mới làm. Bây giờ hai cái máy thì tôi vô được. Để thấy muộn quá. Để cho gia đình ta xa. Dạ, có cảm ơn. Để thấy là máy. Mừng quá. Nhưng mà tốn ngay gốc. Đưa cái xá rồi con này vô dành góp cho người ta. Thời buổi kinh tế khó khăn khó khăn trước. Thấy con sờ mừng quá. Thấy viên một tấm con sờ mừng đó. Nó để lại là đủ. Kêu cái camera là quay sát ở đây nè. Đã nói tới 109 độ mấy mà. 109 đó sư phụ. Đây bây giờ để cái dĩa nó xuống đi. Để cái dĩa nó xuống. Rồi, bây giờ mình làm nha. Mấy con gì Cái này á mà tôi không khéo nó cũng bị nó trở lại cũng là hồi sinh tử á.
thành ra cái chú nghe sẽ không đứng đó, cứ không chịu đi tới đó là bắt hết lên, không có máy nào đo được nữa, lô ấy quý vị nhớ không? Nhưng mà cái tôi muốn khen chị giải thích rồi, chú ok cho máy trở lại rồi lên chú để cường thực ra quay vòng vòng khác nhau nha, vào đó không phải cái đó, cái đó xương đó, không cái đó xương mà xương thôi, sao một chút nữa lại nữa mà mình còn nữa lại là thứ hai thứ ba đó, mình cứ sốc cao quá, sốc nhẹ dưới nó đỡ, thu có 5-12 tháng rồi, giờ ba được tới 18 viên số lợi rồi, lợi tháng nữa không có 10 tháng nữa ở bên 8 rồi màu xanh không, nó uống màu xanh gì là màu xanh không, mà nó hai cái màu vàng một cái màu chua băng qua bên kia cái, băng qua bên kia cái thì bắt lại. Đó giờ chú em cảm thấy nó sơ sơ rồi đó. Sạc cuối rồi sơ sơ rồi. Nó đẹp quá. Cho nên chú nó theo ý nguyện của con ra màu xanh, hình như là 17 viên màu xanh, 2 viên màu vàng và một viên hình như có màu silver, màu gì nhà ba cho nó màu xanh mà giống như cẩm thạch lần lượt mà dẹp còn tất cả là tròn. Chú phát nguyện tu một năm giữ giới cho ba có sơ lợi đẹp, sáng sớm có phát nguyện hai mẹ con có phát nguyện sơ lợi ra theo đúng ý của con luôn. Đó, thêm nước vậy đó. Không, không. Thêm nữa. Viên màu xanh nữa. Đó, ba kia là một màu xanh có nhiều. 21 viên rồi đó, 21 viên đó. 21 viên màu xanh. 21 viên đó, đẹp lắm. 18 viên màu xanh rồi. Đẹp quá. Màu vàng luôn rồi, nhìn giống mẹ nó màu vàng quá, cho nên màu xin vợ thành màu vàng luôn rồi.
luôn nó xương con, 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 màu xanh lúc gì, màu xanh là con trai của chú nữa rồi, muốn cho ba có số lợi màu xanh cho nên bây giờ hiện tại là 21 viên, bây giờ 17 viên là màu xanh theo ý của con trai, và 3 viên màu vàng theo ý của mẹ, mẹ muốn vàng hả? Còn cái viên này ai muốn? Còn cái viên đó không biết ai muốn nữa. Cái mấy cô nhưng mà xong là nhập thành cái viên đấy làm giá sẽ lợi được 22 viên. Viên xá lợi cả nhà. Cả mưa, ba mưa 95% luôn. Mưa không thấy rồi. 95%. Rất là đẹp luôn. Màu xanh có, màu vàng có, xanh ngọc có. Đúng như ước nguyện của Sai Minh là màu xanh rất là nhiều luôn. Cha rất là thương con. Dạ. Thank you.